vạch tương đối sáng sủa. Bình Vượng pha xử lý vừa rồi là không thực sự hợp lý. Bình Vượng đang có một trong những mùa giải V-League tốt nhất của cá nhân mình. Đã được phản công của SHB Đà Nẵng, tiếp tục là một tình huống qua người nữa và bây giờ sẽ có thẻ phạt, chắc chắn là thẻ vàng. Thẻ vàng dành cho Triệu Việt Hưng. Đó là chiếc thẻ vàng đầu tiên mà trọng tài Hoàng Ngọc Hà sử dụng ở trận đấu này. Phạm Văn Long đi bóng đầy tự tin. Anh Tuấn. Goal! Không vào! Một khoảnh khắc mà người ta đã chờ đợi, Rafael Sơn có thể ghi bàn. Đó được coi là cơ hội rõ rệt đầu tiên của SHB Đà Nẵng ở trận đấu ngày hôm nay, không hề có lỗi việt vị. Đáng tiếc cho chân sút số 1 của đội bóng sông Hàn khi không thể tiếp cận được với trái bóng. Trong một thế trận vô cùng chặt chẽ ở những phút thiếu vừa qua. Và xử lý của Hà Đức Trinh vẫn còn. Minh Tâm sẽ có phạt góc. Người vừa phóng đó là Hữu Tuấn. Chúng ta sẽ cùng xem lại nhịp xử lý đầu tiên thực sự tốt của Hà Đức Trinh. Văn Toàn vẫn đang là cầu thủ áo vàng. Cơ quá đáng tiếc cho cầu thủ Anh Gia Lai. Văn Toàn đã bất chấp tất cả để vươn lên. Cầu thủ của SHB Đà Nẵng đã phạm lỗi kéo áo một cách rõ rệt nhưng vẫn không thể ngăn chặn được số 9. Tất cả đều tốt trừ đường truyền ở tình huống quyết định. Ta sẽ cùng xem lại tình huống đi bóng của Văn Toàn. Đặng Anh Tuấn đã làm tất cả nhưng không thể ngăn chặn được Văn Toàn. Và chỉ tiếc cho cú bấm bóng này thôi của Văn Thanh. Phút thứ 30 của hiệp 1. Tỷ số vẫn đang là 0-0. Hoàng Anh Gia Lai đều có những tiêu chí thận trọng nhất định ở cú đầu này. Công Phượng rất hay. Đúng rồi, đã cất lên. Văn Thanh vừa rồi đã ở vào thế việt vị. Bẫy việt vị luôn là con dao hai lưỡi. Chỉ một khoảnh khắc thôi đã có thể có những sự thay đổi. Randall. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà đã chuẩn bị sẵn một chiếc thẻ phạt. Và đó là thẻ vàng đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Đoàn Đào cũng đã có những tác động. Sự tinh quái giúp cho Đoàn Đào vừa kiếm về cho câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai một quả đá phạt, vừa khiến cho đối phương bị đau. Quả đá phạt được thực hiện bởi Công Phượng. Đánh đâu! Damir Memovic là người đã dứt điểm. Bóng đập đất và Tuấn Mạnh đã phải lựa chọn một giải pháp an toàn. Thêm một quả đá phạt góc dành cho đội khách. Đây là pha bóng. Vẫn sẽ là Công Phượng. Trái bóng xoáy thẳng về khung thành của thủ môn Tuấn Mạnh. Trước khi bước vào vòng này thì Hoàng Anh Gia Lai là đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng và họ có nhiều hơn so với SHB Đà Nẵng 1 điểm. Văn Toàn. Cú sút từ rất xa. Cho Anh Gia Lai rất bất ngờ. Một thoáng giật mình của thủ môn Tuấn Mạnh, anh không nghĩ rằng Văn Toàn lại có thể có được một cú sút như vậy. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Toàn ở mùa giải năm nay. Rất nhanh sau khi bài bắt đầu, đội khách đã vươn lên.
vẫn là cái nháy mắt tinh quái quen thuộc của huấn luyện viên Kiatisak. Hoàng Gia Lai đã ngay lập tức bùng nổ và mang lại niềm vui cho các cổ động viên của họ ngay ở phút thi đấu thứ hai của hiệp đấu này. Những phút đầu tiên của mỗi hiệp đấu đều là thời điểm mà SHB Đà Nẵng có những khoảnh khắc mất tập trung. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa cú sút của Văn Toàn. Rõ ràng là thủ môn Tuấn Hạnh đã phản xạ hơi chậm một chút, và như thế thôi là đủ để cho Văn Toàn có được bàn thắng thứ 5 cho riêng mình ở mùa giải hiện tại và mang về lợi thế cho Hoàng Gia Lai. Bóng hướng tới vị trí của Rafael Sơn. Sau tiếng va chạm thì cả Brandao và Ravenson đều đang bị đau. Sẽ là quả đá phạt của Công Phượng. Văn Thanh đá ngay về khung thành của Tuấn Mạnh. Nếu có thể vượt qua SHB Đà Nẵng ở trong trận đấu này, một trong những đối thủ mà ban lãnh đạo của anh Gia Lai cho rằng đội bóng phố núi nếu vượt qua mới có thể. Rất nguy hiểm. Suýt chút nữa đã có một tiếng đá phản lưới nhà của Gian Crescio. Một pha bóng mà Tuấn Mạnh đã đứng nhìn. Sau khi để thua bàn thua đầu tiên thì những diễn biến ở những quả đá phạt góc cũng sẽ được thực hiện bởi Minh Vương. Vừa rồi là một tình huống đóng chặt tay của hậu vệ SHB Đà Nẵng và sẽ có một quả đá phạt 11m. Hết sức lúng túng và vụng về. Một lần nữa thì ban huấn luyện của SHB Đà Nẵng sẽ phải đối mặt với sự lo lắng gấp bội. Công Phượng và thủ môn Tuấn Mạnh. Tỷ số đã nâng lên 2-0 cho cầu thủ Hoàng Gia Lai, mặc dù thủ môn của SHB Đà Nẵng đã đoán được hướng sút của Công Phượng. Đội trưởng của Hoàng Gia Lai, bàn thắng thứ 3 và phan mừng quen thuộc. Đúng như những gì mà chúng ta đã được chứng kiến sau khi Văn Toàn mở tỷ số, mọi thứ đã trở nên dễ dàng hơn với Hoàng Gia Lai. Và bây giờ thì họ đã có được bàn thắng thứ 2 từ sai lầm của hàng phòng ngự đối phương. Nụ cười của cầu thủ Hoàng Gia Lai, đội bóng sẽ trở lại vị trí dẫn đầu nếu như vượt qua SHB Đà Nẵng ở trận đấu này. V-League 2021 đang diễn ra rất hay. Ngôi đầu liên tục đổi chủ ở hai ngày gần đây. Và Hoàng Gia Lai biết cách để vượt qua sức ép, tạo ra được lợi thế dẫn trước hai bàn khi trận đấu trên sân Hòa Xuân. Trận đấu được chờ đợi nhất ở vòng đấu này bước vào phút thi đấu thứ 71. Tiếp mà khung thành của đội hình Tuấn Linh đảm bảo được sự an toàn. Cơ hội của SHB Đà Nẵng cho tới thời điểm này chỉ là những tiếng như vậy. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Ibukebe. Bên phía Hoàng Gia Lai sẽ có sự thay đổi người. Cơ hội dành cho Ibukebe, không được. Trên sân nhà của họ ở mùa giải năm nay. Trận thua sân nhà đầu tiên của SHB Đà Nẵng, họ bị đánh gục bởi sự xuất sắc của Phan Văn Đức. Và ngày hôm nay có lẽ là bước ngoặt đến từ bàn thắng của Văn Toàn. Đánh đâu? Văn Toàn lấy Văn Đô. Phạt góc. Nỗ lực để tìm kiếm một bàn thắng danh dự. Lên phía trên và trận đấu trên sân Hòa Xuân giữa hai câu lạc bộ SHB Đà Nẵng và Hoàng Gia Lai đã khép lại.
Thắng lợi 2-0 thuộc về đội khách, thắng lợi thứ 6 của họ ở mùa giải này đưa Hoàng Anh Gia Lai quay trở lại ngôi vị dẫn đầu với điểm số 19. Thêm một trận đấu xuất sắc nữa về phương diện chiến thuật của huấn luyện viên Kiatisak, sự tỏa sáng của các cá nhân trên hàng tấn công. Họ khỏa lấp được sự vắng mặt của Lương Xuân Trường và Kim Đông Su, duy trì được một hệ thống ổn định. Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục bay cao, thắng lợi thứ 6 của họ trong mùa giải hôm nay.